Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 7 tháng 6 đến 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tý đang có được dấu hiệu khởi phát. Bạn tuổi Tý có được nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đã đưa ra. Có những chuyện tưởng chừng như là khó khăn, nhưng khi bạn bắt tay vào làm việc lại trở nên đơn giản và đạt được kết quả tốt. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Tý, rất có thể bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong tay, cả nguồn thu nhập phụ lẫn nguồn thu nhập chính. Dù là bạn làm công ăn lương hay là bạn kinh doanh buôn bán đều có được thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Tuy nhiên, vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cũng có những mối nguy hại, hao tiền mất của. Chính vì thế, bạn mệnh tuổi Tý cần phải đề phòng. Với bạn tuổi Tý, chớ có nên vội tin vào những lời mời gọi của những kẻ tiểu nhân. Nếu không, chính bạn sẽ là người nhận lại thiệt thòi. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, các chuyện tình cảm của bạn có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim của mình rung động. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách để giải quyết cả. Với bạn tuổi Tý, hãy để cho bản thân mình và người ấy có thêm thời gian để suy nghĩ cho mọi việc thấu đáo hơn. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy vận trình của bạn hung cát đan xen. Bạn tuổi Sửu nên thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho mình, bởi vì yêu cầu công việc mà bạn tuổi Sửu sẽ phải di chuyển khá nhiều, cộng với thời tiết nắng nóng như hiện tại thì làm cho bạn rất dễ mệt mỏi. Một cơ thể khỏe mạnh, dồi dào năng lượng thì mới có thể hoàn thành tốt được mọi công việc. Tuần mới, bản mệnh tuổi Sửu đang có được động lực để tiến bước cũng như là được chỉ đường dẫn lối để tìm thấy được đường đi, phát triển được những tiềm năng của bản thân, tạo ra không gian lớn hơn cho bản mệnh để thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong công việc. Cái điểm sáng của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, đó có lẽ chính là con đường tài lộc của bạn được khởi sắc không ngừng. Có điều với bạn tuổi Sửu, phải chờ đợi một chút, tài lộc của bạn chỉ vượng từ giữa tuần trở đi, song chắc chắn bản mệnh sẽ không phải thất vọng, công sức mà bạn bỏ ra bấy lâu sẽ được đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu có thể sẽ bất ngờ bởi những niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho bạn trong tuần. Tình yêu không thể đoán trước được, nhiều người nói bản mệnh tuổi Sửu chọn sai, nhưng với bạn tin vào quyết định của mình. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang có điểm báo rất dễ đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh, sự nghiệp. Bạn đang gặp hung tinh, chủ về tiểu nhân xuất hiện, đang nhăm nhia, bày mưu quấy phá bản mệnh. Lại thêm, họa thị phi bổ vây, làm cho bạn tuổi Dần, dù là người không làm, nhưng rất dễ phải chịu hàm oan. Bản mệnh tuổi Dần trong tuần mới này, muốn làm việc đạt hiệu quả cao nhất, nhưng lại gặp phải một số sự cố cản trở, hiệu quả công việc bị giảm sút nghiêm trọng. Với bạn tuổi Dần, cần phải tự sốc lại tinh thần của mình ngay đi, mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua được nếu như bạn không ngừng cố gắng. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Dần trong tuần mới này, bạn trải qua một tuần khá may mắn về phương diện tài lộc khi liên tiếp có người giới thiệu cho bạn công việc này việc kia để tăng thêm thu nhập. Cả nguồn thu nhập chính lẫn nguồn thu nhập phụ đều tăng, nhưng với bạn tuổi Dần cũng cần phải thận trọng vào cuối tuần đề phòng có kẻ tiểu nhân nội tính xấu cướp đoạt về tiền bạc.
Về phương diện tình cảm của bạn Tuổi Dần trong tuần mới này, cái mối quan hệ tình cảm của bạn đang tiến triển khá tốt đẹp. Vợ chồng có được sự hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát bởi đôi bên biết lắng nghe, nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, nếu để nói là tình cảm gắn bó, mặn nồng thì cũng chưa tới như vậy. Vì vậy, với bạn Tuổi Dần, bạn cũng cần phải biết vun đắp nhiều hơn cho tình cảm của hai người nữa. Tử vi tuần mới của bạn Tuổi Mão, từ ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn Tuổi Mão bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn Tuổi Mão đang có được báo hiệu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chi tiêu cũng chẳng phải là vừa. Vì vậy, với bạn Tuổi Mão cần phải tìm cách để hạn chế sự hao tài, nếu không tiền kiếm được bao nhiêu cũng sẽ không còn gì cả. Và với bạn Tuổi Mão trong tuần mới này, con đường công danh sự nghiệp của bạn cũng không khá hơn là bao nhiêu. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải những trở ngại do chính mình tạo ra vào thời điểm đầu tuần. Và bạn Tuổi Mão đang thiếu đi động lực để làm việc, phải chờ tới cuối tuần thì mới có thể khôi phục lại được phong độ của mình. May mắn là trong tuần mới này với bạn Tuổi Mão đang có được cát tinh dẫn đường chỉ lối, giúp cho bản mệnh hiểu được trách nhiệm của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Từ đó giúp cho bạn Tuổi Mão nhìn thấy được tương lai của mình sẽ ra sao nếu như không biết cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ hơn mỗi ngày. Về phương diện tình cảm của bạn Tuổi Mão trong tuần mới này, vận trình tình cảm của bạn lại không được thuận lợi như ý muốn. Cái mối quan hệ giữa bạn với đối phương đang phải trải qua nhiều thử thách. Bạn Tuổi Mão nên nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, việc xây dựng mới khó, chứ phá phá thì dễ lắm. Và bạn cũng đừng có để cho mình phải sống thiếu trách nhiệm, là mang tội với chính bản thân mình nữa. Tử vi tuần mới của bạn Tuổi Thìn, từ ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn Tuổi Thìn bước sang tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng công việc của bạn Tuổi Thìn không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm. Bạn Tuổi Thìn dường như bạn đang đắm chìm đậu đâu, cho nên chẳng thể nào tập trung. Vì vậy, với bạn Tuổi Thìn cần phải nhanh chóng tỉnh táo lại đi thôi. Cơ hội để thăng tiến đã đến gần. Với bạn Tuổi Thìn đang có được tín hiệu tốt, cho thấy cấp trên đã chú ý tới bạn. Nhưng nếu như bạn Tuổi Thìn cứ để cho tình trạng này tiến triển tiếp thì có lẽ chẳng sớm thì muộn cũng phải trả giá. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn lúc này là bạn Tuổi Thìn cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình. Vận trình tài lộc của bạn Tuổi Thìn trong tuần mới này cũng đang có sự sa sút. Với bạn Tuổi Thìn sẽ không gặp được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, tiền vào túi khó có thể giữ được. Toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bản mệnh phải chi tiêu ra mới giải quyết được ổn thỏa công việc. Bù lại, cái chuyện tình cảm của bạn Tuổi Thìn trong tuần mới này lại đang có được khoảng thời gian khởi sắc rực rỡ, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân sẽ có được nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái, đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân của bạn khiến cho bản mệnh trở nên khác biệt, nổi bật hẳn lên. Tử vi tuần mới của bạn Tuổi Tỵ, từ ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn Tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy con đường công danh sự nghiệp của bạn Tuổi Tỵ không có nhiều biến động. Nhìn chung, mọi thứ vẫn diễn ra tốt, bản mệnh đã biết cách thể hiện năng lực của mình. Tuy đôi lúc còn sao nhãng nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo. Còn về phương diện tài lộc của bạn Tuổi Tỵ trong tuần mới này lại đang có xu hướng sụt giảm đáng kể. Bạn Tuổi Tỵ cần phải xem lại cách chi tiêu của mình. Đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh cháy túi. Bản mệnh Tuổi Tỵ nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời. Cái chuyện tình cảm của bạn Tuổi Tỵ trong tuần mới này lại chẳng được mấy êm đẹp. Với bạn Tuổi Tỵ nên cân nhắc lại trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng có vội cô đơn mà vội vàng chọn bừa một ai đó, khiến cho bản thân của bạn cũng như là đối phương cùng chịu tổn thương mà thôi.
Ngoài ra, trong tuần mới này, hung tinh chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Tỵ đi lại ngoài đường nên cẩn trọng, chớ phóng nhanh vượt ẩu mà va chạm với người khác. Bên cạnh đó, khi làm việc cũng phải có sự tập trung, nhất là đối với những bạn làm việc tay chân với mức độ rủi ro, nguy hiểm cao, rất có thể sẽ có họa huyết quang, sẽ làm bạn gặp tai nạn bất ngờ. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ, từ ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trải qua một tuần đang có nhiều bất ngờ chờ đón bạn ở phía trước. Cái nguồn tài lộc của bạn khá dồi dào, từ đầu tuần cho tới cuối tuần, bạn tìm được nhiều cơ may để kiếm tiền, làm giàu cho chính bản thân mình, mọi chuyện đều được thuận lợi. Trong công việc, với bạn tuổi Ngọ thể hiện được quan điểm của mình, nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý của mình mà không quan tâm tới những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng với bạn. Ngoài ra, với bạn tuổi Ngọ trong tuần mới này cũng cần phải lưu ý có tiểu hao là hung tinh xuất hiện khiến cho tài vận của bạn có sự sa sút. Có vẻ như bản mệnh tuổi Ngọ sẽ có sự hao hụt về tài bạc ở những chỗ không thực sự cần thiết. Song bạn không cần phải lo lắng quá nhiều tới mức phải rơi vào cảnh nợ nần. Bạn tuổi Ngọ, bạn muốn giữ được tiền bạc cho mình thì nên lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm hơn. Ngoài ra, trong tuần mới này với bạn tuổi Ngọ, vận trình tình duyên của bạn lại khá yên bình, không có nhiều biến động. Bạn mạnh biết cách để làm cho một nửa của mình cảm thấy tin tưởng, yên lòng, dù đôi bên xa cách nhau đi chăng nữa, bạn tuổi Ngọ cũng nên thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi, từ ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang trải qua một tuần về cơ bản là được thuận lợi. Tiền bạc của bạn trong tuần không thiếu, nhưng để chờ tới lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần. Bạn tuổi Mùi có từ nhiều nguồn, bản mệnh làm nghề gì cũng cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ mà thôi. Con đường công danh của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này lại tiến triển khá tốt đẹp. Với bạn tuổi Mùi sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề đang còn tồn đọng trước đó. Nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng và giao cho bạn thêm nhiều trọng trách quan trọng hơn. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi Mùi cũng đang có điềm báo phải đối mặt với hung vận khá lớn. Cái mối quan hệ về tình cảm của bạn trải qua nhiều biến động thăng trầm. Dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại, nhưng cái việc rạn nứt trước đó khó mà có thể lành ngay được. Hung tinh chiếu mệnh cảnh báo cho bạn tuổi Mùi về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Bản mệnh đang để cho cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết cả lý trí để đưa ra những nhận định sai lầm khiến cho mình hối hận về sau. Vì vậy với bạn tuổi Mùi cần phải suy tính cho thật kỹ càng, chu đáo trước khi muốn làm bất cứ việc gì. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân, từ ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Vận trình tuần mới này của bạn tuổi Thân á, xem tử vi cho thấy con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được báo hiệu diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên bản mệnh vẫn bị ảnh hưởng của những lời đồn đại không hay. Với bạn tuổi Thân á, bạn càng cố gắng, càng giành được nhiều thành công thì càng có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại nếu như bạn không đề phòng. Và với bạn tuổi Thân á, đầu tuần bản mệnh không cẩn trọng rất dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt. Với bạn tuổi Thân nhắc nhở bạn chớ nên khoe khoang về số tiền mà mình đang có trong tay. Cuối tuần bạn sẽ có được cơ hội để cho bạn gỡ lại những gì đã mất, đừng có bỏ lỡ thời cơ hiếm có này. Nhân duyên của bạn tuổi Thân trong tuần mới này đang có điềm báo không được tốt đẹp cho lắm. Có lẽ hung vận lớn phần nào sẽ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của bạn. Khó mà tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, bản mệnh cảm thấy buồn phiền khi chung quanh ai cũng có đôi có cặp cả. Tuy nhiên, với bạn nữ tuổi Thân, vẫn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong chuyện tình cảm so với nam giới.
và bạn cần phải đưa tay ra để nắm giữ hạnh phúc cho mình đi thôi, đừng có kén cá chọn canh mãi nữa, nếu không bạn vẫn cứ mãi cô đơn, lịa bóng mà thôi. Tử vi tuần mới của bạn Tuổi Dậu từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn Tuổi Dậu bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự bình ổn trong vận trình tình duyên của mình. Bản mệnh Tuổi Dậu cần phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng, hấp tấp mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng tới quãng đường về sau này của bạn. Điểm sáng của bạn Tuổi Dậu trong tuần mới này là con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Bạn Tuổi Dậu có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng dường như phải đợi tới giữa tuần thì vận khí mới lên dần, thành công mới tiếp nhau đến với bạn. Về phương diện tài lộc của bạn Tuổi Dậu trong tuần mới này lại đang có điểm báo tương đối là bất ổn. Đầu tuần là thời điểm tốt để cho bạn kiếm tiền, nhưng với bạn Tuổi Dậu, nếu có ý định ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh thì bạn nên lựa chọn thời điểm đầu tuần sẽ thích hợp hơn. Sau đó về cuối tuần với những cơ may về tài lộc sẽ tan biến lúc nào chẳng hay. Vận trình tình cảm của bạn Tuổi Dậu trong tuần mới này lại đang được cát tinh trợ mệnh, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Duyên trời đã xe, nhưng có nên đôi lứa hay là không, còn phải xem lựa chọn và tình cảm dành cho đối phương của chính bạn như thế nào nữa. Tử vi tuần mới của bạn Tuổi Tuất từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn Tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy, với bạn Tuổi Tuất mong muốn có được tình yêu đẹp như trong mộng, thì trong tuần này sẽ được thỏa nguyện đó của bạn. Đào hoa nở vượng khắp nơi, tình cảm đôi lứa như được thăng hoa thêm một tầng cao mới, thậm chí có người tính tới chuyện trăm năm nữa rồi. Tuy nhiên với bạn Tuổi Tuất, bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm là những mối nguy hại khi bạn đang có điềm báo, hung tinh xuất hiện, ngáng trợ vận trình công danh sự nghiệp của bạn, kẻ tiểu nhân ganh ghét trước những thành công mà bạn Tuổi Tuất đạt được trước đó. Tất nhiên, trong tuần với bạn Tuổi Tuất sẽ tạo được điểm nhấn cho mình bởi những thành quả mà bạn có được sau bao nhiêu công sức mà bạn đã bỏ ra. Bản mệnh có được sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được, không có thành công nào là dễ dàng cả. Vì vậy, với bạn Tuổi Tuất, cần phải cố gắng để phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn nữa. Tình hình tài chính của bạn Tuổi Tuất trong tuần mới này lại không được ổn định cho lắm, khi với bạn Tuổi Tuất đang có điềm báo, tiền hôm trước có được, hôm sau lại bị hao tán. Bản mệnh không có kế hoạch trong việc chi tiêu rõ ràng, cho nên dễ bị lạm chi, mua sắm những thứ không thực sự cần thiết. Tử vi tuần mới của bạn Tuổi Hợi từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn Tuổi Hợi bước sang tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn Tuổi Hợi đang gặp được cát tinh trợ mệnh, cho nên công việc của bạn tiến triển khá tốt đẹp. Với bạn Tuổi Hợi, bạn có được vận quý nhân giúp đỡ, cho nên nhìn rõ hơn bước đường mà mình cần phải đi, không còn chần chừ hay là do dự để mất cơ hội trước mắt mình nữa. Và với bạn Tuổi Hợi, bạn biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khổ, khó khăn có thể gặp phải. Bạn Tuổi Hợi kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc dễ dàng, và thành công sẽ sớm tới với bạn mà thôi. Con đường tài lộc của bạn Tuổi Hợi trong tuần mới này lại không được vượng phát cho lắm. Đầu tuần với bạn rất dễ bị mất tiền vào những chuyện chẳng đáng. Thế nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng, bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho công việc làm thêm, giúp cho bạn gia tăng nguồn thu cho mình. Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn Tuổi Hợi cũng đang có hung vận đeo bám, cho nên mối quan hệ tình cảm giữa bạn và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Với bạn Tuổi Hợi, không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn giữ mình ở bên nữa. Tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía thì mới có thể bền chặt được.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào lại.